kiểm tra hàng đấy xong là đủ à, đây đây đây, đủ nước rồi đấy, tí nữa là cái gì uống luôn, rửa sạch sẽ chưa? Đóng cái cửa cái vào nó. Xong rồi điện về à, nhắn cho chị là anh hôm nay ngủ ở công ty nhá, không về nhà đâu. Đồ gỗ đang đi đấu giá gì vậy? À, nói chung là rất là vui hôm nay mà được chia vui cùng anh em, là hôm nay là cái 700 đấy, giá nhập vào rồi. Cái gì? Lấy mua lấy cái gì đó đi, mẹ chết rồi. 700. Đối công cả cái giá thôi. Có mấy cái tàn nữa nhá. Đó là cái này để tặng với cái anh em bổ quả xẻ, anh tặng cho cái vòng nhỉ, tôi tặng anh em cái vòng nhỉ. Ôi trời ơi, công ơi, lấy cái dây sạc dự phòng đây nè, à, cái dây sạc đây nè. À, quả này mà nếu để con gái đeo quả lắc này là ok luôn này. Osaka chào anh à, ok nhá, chào anh em ở Osaka nhá. Ngày mai là nó về một công nữa. Doanh nhân này, doanh nghiệp này định giá bao nhiêu tỷ anh á? Nói chung là nếu như mà các bạn biết trong cái thời điểm hiện tại thì cái Covid rồi là nhiều cái nó rất là phức tạp, nhưng mà để nói thì năm ngoái là doanh nghiệp của mình là cũng được đại khái là Tuyên Dương ấy, dạ, doanh nghiệp trẻ thành phố ấy. Lên cả công ty rồi này à, rồi. Ơi, có cổ làm không? Hả? À, nhóm trước nào? Đó, cái live stream ở Panpet Ngũ Đông Mang ấy. Anh Tiến có một sợi dây... Thật kia. Đứng sang lại nhanh. Tháng vừa rồi đến lĩnh nữa chưa? Lĩnh rồi, vậy à, đây để anh em đi kiếm đứng ở đây. iPhone. Đây, nhỏ tao cái cọng tóc này, nhỏ thật khéo nhá. Đau gái thì mày biết rồi đấy. Đây. Ok. Lĩnh cũng pha nước rồi đây à? Vâng. Mời anh em uống nước nhá. Anh em nào rảnh rỗi qua ngã tư Đèn Xanh Đèn Đỏ đường Bùi Viện. Đấy là văn phòng đại diện của công ty mình ở ngã tư Đèn Xanh Đèn Đỏ đường Bùi Viện. Này dạ. Anh có bố trí mày cái việc này là bây giờ này nó cũng rảnh rỗi rồi nhỉ, mà mày môi trường này nó cũng khá sạch sẽ lại thoáng mát đàng hoàng thì mày cứ đứng mẹ lên mà ăn quả kèo đi vào cho thông quan cái phòng live stream bên kia nhá, xong mày ngồi mẹ lên live stream làm khai thác cũng mang luôn. Thôi đừng chưa được đèo mẹ đâu, đại gia lại giết gì mà anh bảo đây có 8 mấy à, có 86 triệu cứ mặc cả thì 68. Còn đợt mà chê làm sao được cái việc cái này, bây giờ nó là cái khối tự nhiên đấy mà nhỉ, nó là lũa đá tự nhiên chứ có phải là cái chuyện là chủ đề tóc bổ lún xem chú à. Có dây iPhone.
Cười. Mày mày ra ra thì thằng kia nó biết nó nản. Ông Hà không? Ở Ngũ Long Ba nghe được gì không? Đá không gì được. Cảm ơn. Ơi. Bạn đang gửi cho bạn, chờ một giây thôi, bạn gửi cho. Em có 300 rồi à? Làm sao? Bây giờ người ta chơi đồ đá nó phải là hợp đồng biết nó loạn xì ngẫu lên chứ này. Thế là cái công hôm qua về là xuất cho bên Hải Dương là xong rồi nhỉ? Ôi đi cưỡng mày cho mày nai chi bằng fanpage này mà nai nguyên một ngày rồi, có đủ sức nai không? Chỉ cần xong mặc mặc đẹp rồi chứ, đứng chì chì chả. Bạn để xuôi xuôi chiều gió nhỉ. Chú Tiến sinh năm bao nhiêu thế rồi? Có lẽ phải nói rằng ấy, cái việc mà chơi đá này ấy, thì nó ngoài cái việc là nó mang cái yếu tố ấy, là một cái chơi đá cảnh ấy, thì nó còn là một cái được gọi là nó có cái lép về phong thủy ấy. Nhưng mà cứ xuất hiện nhiều tí nó đứng quây kín đây này, ngu vừa đây rốt lắm. Nhưng mà đầu chúng không nhận định vấn đề được. Nhà mình thì là có 3 cơ sở đạp địt mẹ. Đứng đây nó có biển kia nó chạy cái kia cứ đứng ra che địt mẹ nói nó cứ nì mặt ra địt nó chuyện mày của tao thì gãy thật địt cái mẹ. Quán trả góp không anh ấy, thanh toán bằng thật luôn em ạ. Mấy ông em mà đi tù chỉ vì mấy ông em tôi thật địt cái mẹ gãy thật. Ông anh đằng sau nhìn khét thế anh địt mẹ có mài ra ăn được không? Khét mà thì cũng phải đi làm hết chứ ở em, chứ còn bây giờ cuộc sống bây giờ này cứ đẹp dai mà lại như idol đằng sau tóc như lông Công chia sẻ hậu tôi vào những cái hội nhóm chơi đá nữa. Anh bây giờ này anh em nào ấy mà chia sẻ là tôi tìm được một cái viên đá ý là hàng đá quý đấy nhỉ. Không tiếc gì anh em 5-7 triệu cả đấy. Anh em giờ cứ ăn xong ngồi nhà gọi là tay bóp trái tay cầm điện thoại xem livestream thì mình phải làm tìm kiếm những cái công việc gì đi nhá. Thời điểm này ấy, sau khi ấy, mà cái trào lưu được gọi là trào lưu về lan đột biến nhá, bé tắt đi này, tắt đi bạn đã xong rồi, thì nó sẽ đến một cái trào lưu được gọi là các cái hàng này về đá quý hiếm đấy. Ví dụ như sau lan đột biến sẽ là đá quý hiếm. Ông đằng sau đeo Phanh Müller 2 tỷ, à anh Tiến á. Ôi dịt mẹ, à là bọn này chúng nó đang ở dòng ca nghệ sĩ rồi. Một cái đá này có ghét là chú á. Địt con mẹ mình. Nói chung là như này, các bạn thông cảm nhé. Nhưng mà cái mức độ về phổ biến cái thương hiệu, nếu mà đá Hải Phong thì anh em không còn nạ rồi đúng không? Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng là tôi đang quảng cáo bây giờ, nhưng mà thực tế thì ấy, thì là chuẩn như vậy. Nhưng mà công ông nhìn mặt bạn có dạ có vàng không? Ý là nước da này có phải bị gan không? Bình thường không?
đi, tôi đi khám toang rồi, tôi khám thấy đi khám nó báo là gì rồi. Sơ gan của trướng rồi. Chú ơi, cháu yêu chú, ai nước diêu. Mày thiếu cái đoạn là more than I can stay nữa nhá. Đi trước thời đại luôn á. Nếu ấy mà trong cái thời buổi kinh tế thị trường này ấy, khi mà cái xu thế được gọi là cái thương mại và cái dịch vụ cũng như là cái khoa học kỹ thuật nó phát triển ấy, thì cái việc mà đoán trước được cái xu hướng cũng như là đoán trước cái thị hiếu của người dùng và cái thị hiếu của xã hội ấy, thì đấy là một cái gì, đấy là một cái việc làm mang tính chất là để mà nói rằng là nói chung là ông làm chủ đoán là thôi, ông đập đá gọi là mút mùa luôn. Cuộc sống bây giờ nó phải cố gắng. Em năm nay 18 à? 18 tuổi, bóc bia không? Như siết đánh ngang dài mẹ. Ở đây tổng công ty là nhưng mà phải là gái cơ chứ, dài chứ không thua. Ông nào dắt được đứa em gái nào tặng luôn hệ thống dây công năng này. Đá 100%. Khó rồi. Cái gì chứ khó nhiều. Wi-Fi là văn. Và cái số điện thoại đuôi sôi đang tính kia. Tỷ dụ bán này có viên đá nào tỷ dụ tuột đây không? Bây giờ nhá, bây giờ tao mà ví dụ như là bây giờ cho mày chọn một viên bất kỳ đi để tao đốt cho nhá. Không cho mày ổ này, uế giời, anh này cả cái dây của anh có mỗi một viên này bằng đá thôi thì có phải là tao dơ không nhỉ? 9 3 2 4 8 6 7 9. Tao ở một khẩu là văn, nó thét ít thôi bị ca ít mẹ. Công đi vào mẹ trong nhà đi, tôi giải quyết vấn đề. Xong là hai đứa mày đấy đánh con mấy vách kia về nhà đi. Tao đêm nay ngủ đây. Ok, 3.300 con vợ. Thảo thích anh kỷ cho một cái dây này nhá. Đá này chơi có cuốn không anh à? Không em ơi. Nếu như ấy, để mà nói ấy, các bạn trẻ, tôi thật các bạn không có một cái nhìn nhận vấn đề gì cả. Các bạn nghĩ tôi là người nghiện à, nghĩ tôi là người chơi đá à? Thế mà tôi lại có thể là ngao du, xong có thể là kinh doanh như này như kia thì các bạn thấy là cái trình độ nhận thức của các bạn đến đâu. Rõ ràng là gì, đang là một cái thời điểm rất là nóng như thế này, đang là một thời điểm nó rất là căng như thế này đối với các cái hiện tượng mạng, các cái streamer, khi mà đã có công văn của thủ tướng từ bên Bộ Truyền thông thông tin sang các cái ủy ban các tỉnh và thành phố, thì con người tôi mà lại thất bại thì làm sao mà có thể xuất hiện được để trên cộng đồng này. Bế gất nâu luôn đi, như đây là những cái thành phần đấy nhỉ, những cái đối tượng ấy, và những các bạn trẻ đấy, nó thật là thuộc cái thế hệ data là không có tiền đấy. Cái data của data ăn bám ấy mà, thì tôi xin lỗi một câu này, nếu các bạn cảm thấy vui vẻ thì ở lại đây còn không đi ra ngoài, các bạn không đủ tầm cỡ nhá để mà kỷ cái tỷ luôn. Công việc đây đồ gỗ. Anh đang ở quán, anh mình ở chỗ nào anh ơi? Em dùng lại giúp anh cái từ nhá. Đây nó không phải là quán, em hiểu không? Tức là tổng công ty hoặc là showroom, em hiểu không? Hoặc là nói rằng ấy, thì là cái việc mà showroom đã quý hiện Hải Phòng ấy, đã có một cái chi nhánh về Hải Phòng ấy, đó là một bước tiến mới. Đó là một cái thương vụ gần như là muốn mở mang cái thành phố cảng thân yêu, thì hiện nay đã quý Lục Yên đã có mặt tại thành phố Hải Phòng, bỏ đằng kia nó đi mấy áng làm gì à? Mày làm gì à? Vừa phải thôi thế này. Đi, các mẹ ở đây nào, ở đâu, có địa chỉ đàng hoàng chưa, rõ ràng chưa? Tí nữa đến thì... Tao đéo hiểu đi mẹ. Giá thế nào anh trai? Cửa hàng anh địa chỉ ở đâu vậy anh? À, anh ở ngã tư Bùi Viện là một này, ở thành phố Hải Phòng.
Và đây chỗ anh đang ở đây thì là ở số 8, 68 Lê Hồng Phong nhá. Mỗi một nơi nó có một cái nhà ở Hải Phòng, nhà mình thì có 3 chi nhánh, 3 cái cửa hàng showroom. Mẹ mà chơi mà đấy, ngoài nó nhìn vào cái mầm kia xong rồi. Chả đấy cái thứ đi, mẹ chỉ biết gọi là cái cá nhân mình thôi, đéo hiểu có người. Anh khóc nóng như kem, không phải là gắt nó không gắt mà cái đồ đá này bây giờ nó, các bạn của bây giờ nó cầm hai cái miếng đá rồng nó lại nó đập vào nhau thì bây giờ thì gãy thật. Thì các mẹ thì ăn nó mới ngồi chơi nó mát thôi mà nó không làm được cái việc đấy, ta hiểu này. Đưa hai bên cái gì chẳng ai bây giờ mày đập nó vỡ bà đấy, cái gì nó nhìn nhau à, mày thấy tao một bên trắng một bên đen. Ngoài cái việc đẹp dai ra thì mẹ chả được cái nước lồng lợn này thì mẹ đến lúc này nó vào đoạn nó phát thì nó mai em ra mua cái vòng có được chụp ảnh với anh không á, mà tụt mẹ quần anh xuống mày búng chim cũng được chứ sao mà chụp ảnh không chụp ảnh mà ô tổ Hải Phong ba chi nhánh công ty tập đoàn đá quý Hải Phong ba, còn 1 và 2 thì không biết. Làm gì có 1 và 2, tao đặt tên là 3 với chúng tao ấy. Là hai viên Black White nhá, đại diện cho gọi là trong sáng thì có tối mà trong tối có sáng này nhá. Mà ngay bây giờ công ra tôi bây giờ đây là văn phòng làm việc của tôi mà. Giờ hơi đâu mà còn đi. Nếu như để nói, nếu như anh em nào đất Yên Bái nghe của tên Nong Đồ Đá ấy, thì quên mẹ Quảng đi. Trước ấy mình lên trên đấy là mình cái vụ lên trên đấy đánh chắn ấy, là mình lấy cái tên gọi là biệt danh này chưa, tức là trong vai gọi là công tử thiếu gia con tiệm vàng Long Đồ Đá ở ngoài Long Đồ Đá, lên trên đấy bắt đầu là mới gây dựng lòng tin đấy, đến bây giờ thì nó mới là ok. Viên đá quý thì đến 1 tỷ không anh, nếu nói về đá nhá thì nó tùy từng các loại giá nó, và cái loại tức là nếu mà về đá anh em nào biết về khoa học thì anh em hiểu rằng là bản chất của đá ấy, nó là gì, nó là ví dụ như là composite nó cấu tạo từ các cái tầng thềm lục địa và nó cấu tạo bởi, tức là nó có công thức khoa học của nó anh. Khi mà người ta lấy một cái phần này người ta dùng cái phương pháp phân tách thì người ta biết được cái hợp chất học nó là cái gì, và tùy từng cái độ cứng hay là cái tính chất của nó để mà người ta phân định ra từng loại giá khác nhau. Gãy thật à? Cho cháu xin cục tay chú đang cầm đi. Cái này thì nhà mình rất là nhiều. Đây, quay cho anh em xem luôn gọi là bỏ quả chuối ra các bạn ơi. Đây là đồ tặng kỷ đấy. Đây là review qua cái toàn bộ tranh này là tranh đá đỏ nhá. Những cái bức như là ngũ hạc quần tùng này, rồi là bát đáo tại mã đáo thành công này. Rồi là đây là quay bên này nào. Đấy, ví dụ bên này là đại bàng gãy cánh này, cảnh chợ làng quê này, rồi anh hùng tương ngộ này, kim kê độc lập, nói chung là nhiều lắm. Toàn bộ là đá đỏ, tức là bức tranh đá thì là nó ngoài cái việc về cái tính độ bền cũng như là nói chung là để nói chơi đá thì nó khác, chơi đá nó là một tầm cỡ. Dầu thì là giữ vàng mà sang thì nó phải là chơi đá cơ mà nhá. Chơi đá. Nhìn mặt bẩn quá tiến ơi á. Ok Trần Ông Hiếu nhá. Thực ra là Trần Ông Hiếu này ở cái độ tuổi như là tao ấy và như bố mẹ mày ấy, thì thực ra là những con người làm ăn vất vả vì con cái, vì những thằng như chúng mày đấy. Trần Cung Hiếu nhá. Thế nên mặt lúc nào nó cũng phải là gì nó bẩn, thấy chưa? Chứ còn đi bố mày cái loại mà bây giờ ăn không ngồi rồi nhưng bắt đầu là ăn bám như mày ấy mà.
đi mua cái điện thoại, mua cái thẻ nạp vào để mà xem tao livestream cũng còn phải là ngửa tay xin mẹ xin bố ấy, thì mặt nào nó cũng đẹp lắm, thấy chưa? Chứ con người ta nó phải vất vả, thấy chưa? Chứ đi chứ còn cái loại người mà sống mà lại chỉ biết gọi là nói chung là nếu mà anh em là yêu quý thì quý mến thì giúp mình chia sẻ đến các hội nhóm về chơi đá đấy, để làm sao để mà giúp những người anh em mà người ta có một cái đam mê về đá, người ta có một cái đam mê về đá phong thủy ấy, thì người ta có một cái sân chơi và người ta có một cái địa điểm, một cái địa chỉ tin cậy để có thể là gì, có thể là giúp cho cái việc là mình tức là một cái giá cả nó phải chăng nhất và một cái chất lượng của những cái thành phẩm nó đẹp nhất. Còn nhà mình đây là vừa có xưởng nhá, vừa có xưởng ở trên Yên Bái và đi thẳng vào đây, logistics thì nó là ba đầu công chạy liên tục. Chung là nhắc đến Hải Phòng thì công nạ gì nữa. Sờ chim không phải, người nổi tiếng thì không, idol cũng không, 5.000 người xem. Đấy là gì? Thể hiện cái sự quan tâm của cộng đồng, của xã hội đối với một người chơi đá, không hiểu không? Đấy, cái cộng đồng đang dang rộng vòng tay đấy. Nghe như thế là ok đấy. Nào nên xưởng rồi bạn ơi. Nào nên xưởng bỏ anh em nó đục cái cống với cái bình bịt mẹ. Tôi nếu mà đục đéo tôi một cái cống vào cái bình bằng đá luôn. Uy tín không? Không thấy ok không? Để giới thiệu qua cho anh em một vài các cái sản phẩm nhá. Biết logistics là gì không mà nói thế mà lộ thế, cái đi bà mày, cái trình độ của mày chắc trình độ cao đẳng nên là mày cứ phải thể hiện logistics cái gì không cơ. Đây là nếu như là về đá phong thủy ấy, thì có thể nói rằng là những cái đường nét chạm trổ ấy, thì ai tất cả những người anh em chơi thì đều hiểu rằng là nó không thể là CNC, mà đây nó được gọi là gì, đây nó được gọi là toàn bộ là thủ công mỹ nghệ hết đấy, được chưa? Đạn súng trường bắn xuyên, bắn không xuyên. Nếu như đây tuổi này, nếu mà tuổi mệnh mà mệnh thủy ấy, mà để bức này, để cái này ok luôn nhá. Kế đệ này đấy, giá niêm yết của nó là 10 triệu này. Ví dụ như là có thể là bổ là anh em quen biết được là cùng cảnh chơi đá với nhau ấy, thì mệnh cũng chỉ để cho anh em tầm khoảng 8 củ 8 là ok rồi nhá. Hai hoàn chống mái này đấy, anh em nhá. Đấy, nó có tên tuổi, chiều cao, kích thước và cân nặng của đá luôn này. Những cái viên đá khối này nếu như mà để cho những các bạn nào mà mệnh mộc mà để cái viên này ở bàn làm việc nhá, hoặc là để trong phòng ngủ nhá, thì chắc chắn là ra con trai. Nếu như ông nào mà cặp vợ chồng nào mệnh mộc mà đang gọi là hai gái này, cho viên này vào phòng ngủ cái là đẻ là ra dai. Không ra dai, tao cho, ý là tao bảo hành được đấy. Khẳng định là phải ra dai luôn. Không làm được để tôi làm. Nhá, việc đơn giản như thế này. Công ơi, check lại cái cam ngoài đi, xong nó bắt đầu là kiểm kê hàng đi, xong là nghỉ ngơi đi. Chả hiểu cái điều gì mà bực hết cả người lên. Đâu có anh nào thích xem cái tác phẩm gì để tôi cho công xem luôn này. Anh ơi, mai em ra mua một có được tặng một không anh? Cứ nói anh Long nhé, mua một, tặng một, khuyến mại một. Tổng vẫn chỉ là một thôi. Nhưng mà quán nhà anh là nó đông khách lắm, nên anh em ra là phải là cố gắng là tự bảo quản đấy, quân tư trang và hành lý nhé, không thì còn mỗi cái nịt thật đấy. Đây, có thể nói rằng là trước mặt chúng ta đây là một tác phẩm Độc Long Nhà Châu, đúng không? Được điêu khắc trên cái nền tảng là đá Kevlar,
đá này là một trong các loại đá bây giờ hiện nay là các cái thềm để nói rằng ấy thì là chỉ có ở lục Yên ở Yên Bái thì mới có. Đấy, viên đá này là đây này, gắn vào đâu còn đâu đây là một khối nguyên của nó nhá, khối nguyên bản của nó luôn. Đấy, dưới này gỗ này nó phải là gỗ xưa rồi, xưa sờ lặng nhá. Cho em xin cái địa chỉ với anh em có cái thời gian rảnh rỗi gì chưa thì có thể là qua đây nhà mình làm ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ ở đường Bùi Viện. Bùi Viện nó có bao nhiêu cái đèn xanh đèn đỏ nhỉ, không biết rồi. Đấy, còn tầm đại ca đại cốc này, ví dụ như là sinh nhật của đại ca nào ấy chẳng hạn này chưa thì các ông có thể đây bước này. Ê, các bạn nặng này. Đây là bức là anh hùng tương ngộ, thấy chưa? Đại bàng hí hổ đấy. Giá đơn giản là chỉ có 5-7 củ thôi. Còn nó có phải là đá hay không thì đây này, gọi là đây như này, gọi là đập đá này. Đây là tôi hướng dẫn cách gọi là đập đá để thử đá này. Đấy gọi là đập đá. Đấy. Nếu mà tặng các bà chị giết hay là vợ xếp thì làm quả đôi chim chỉ này là già gì luôn ý chứ. Từng cái đường nét nó rất là tinh xảo nhá. Đấy, từng các cái vảy này, lông này đến các cái tức là cái màu sắc này của nó rất là nổi luôn. Tác phẩm này thì nó là viên đá này nó là đá tạm gọi là ferrite đi, bởi cái hàm lượng carbon hàm lượng gọi là ferrite của nó cũng nhiều ấy nhỉ. Những cái ông cóc thiềm này thì là củ 2 nhá. Củ 2 nó nổ cái hũ cái là lên đường luôn. Cái nghề nghiệp này vất vả không ạ? Riêng ngày hôm nay là đây là một sản phẩm đá này, lũa này. Đây là sự kết hợp giữa tặng luôn này nhỉ, đấu giá này nhá. Không chơi không? Không chơi đấu giá không? Nếu biết gì mõm á. Mẹ mà tao không biết gì thì tao phải mõm đi để mà mày nói như vậy để mày tìm hiểu đi để tao còn được biết. Chứ mày có biết gì không? Cái môn này là cái môn viên đá màu xanh mịn mộc giá sao của anh? Từ ngày mai nhá mình sẽ có các cái mã ký tự. Bé mồm thôi. Những chiều đi. Ông cờ đi ngủ đi. Nói chung là cửa hàng nhà mình thì là mình mở ra làm cái điểm giao lưu. Và đây mang tính chất như này này. Đây là cái nơi là nơi để mà nói rằng ấy là sự kết hợp giữa cà phê và đá. Gọi là cà phê pha đá, hiểu chưa?
Thế là anh em có thể đến đây trước tiên chơi vui vẻ, giao lưu thăm thú, chứ không nhất thiết là đến là mua hay là này kia cả, bởi vì là cái tính chất là với cái tâm hồn của một người gọi là chơi đá như mình ấy thì mình khá là thoải mái thôi, bởi vì là nó vui vẻ là chủ yếu mà. Này à, tiện đây là mình mở à, mình nhờ anh em cộng đồng chia sẻ họ giúp mình cái là mình đang tuyển một cộng tác viên. Cộng tác viên này là công việc đơn giản thôi, ngày mình live stream tầm 2 tiếng thì trong cái đoạn trong những cái cảnh kiểu như là cầm đá lên đưa đá xuống ấy thì là giúp mình cái đấy, rồi còn diễn viên đóng thế đấy không nhỉ. Đi mẹ thằng Nam mà đi mà tính chuyện chơi bắt đầu chỉ cắm mặt vào cứ phải nhìn cái này kia mà. Anh thì cái gì cũng đôi khi cơm xong rồi đá đập đi mẹ cà phê phải quay hũ thế đó mà đúng tầm đúng không. Địt mẹ cái hỏi cái gì cũng không biết, nhưng mà bởi có để ý cái gì đâu mà ngoài cắm đầu vào cắm mặt cái điện thoại đâu mà cuộc sống mẹ to đầu, nhưng mà nhiều lúc không bao giờ biết nhìn nhận vấn đề gì cả. Anh có chưa đỡ không, anh nhìn anh ngáo lắm mà. Ok Nguyễn Định nhá, anh là một người chơi đá được chưa ạ. Nhưng mà giàu thì là tích vàng, mà sang thì là chơi đá em ạ. Còn anh ngáo ấy thì chứ chắc là em thích ngáo về cái gì, ngáo tiền hay ngáo cái gì. Anh thì nó chỉ là ngáo đá thôi, nhưng mà nhà em, bố mẹ em, ông bà nội ngoại nhà em ấy này ngáo tiền đấy em ạ nhá. Sợ nhất là những thằng ngáo tiền thôi, Nguyễn Định ạ nhá. Nguyễn Định mày hiểu không, chứ còn bố mày là ngáo đá thôi, còn chúng mày mày là ngáo tiền đấy Nguyễn Định nhá. Thuốc gì đấy à? Ở thuốc này thì nó là một trong cái nhãn hiệu thuốc đứng đầu ở trên thế giới ấy. Thuốc này thuốc là tung quả. Ok đây rồi. Nhìn anh để tóc dài bút đi tín quá thì em ơi em thông cảm giúp anh cái, bởi vì là cái thời gian đầu ấy thì mình nói chung là làm tí về cờ bạc rồi là những cái tệ nạn, ý là mình chót xa chân nó bước vào đấy thì để cái ngoại hình trông nó giống đầu trộm đuôi cướp một tí thôi, chứ còn bây giờ thì khi mà mình đã gọi là cóc chết thì quay đầu về núi mà trở về với cố hương rồi thì cần đâu phải là cứ phải là đầu chọc xăm trổ gì đâu bạn. Mình rất là tức là giác ngộ cái việc là gì, các cái chỉ thị thông tư của bên phía Bộ Thông báo Thông tin cũng như là các cái ý kiến đóng góp của cộng đồng mạng thì mình phải thay đổi cái hình tượng của mình một chút, thay đổi cái định dạng của mình và cái hình tượng của mình sao cho nó hợp lý với một cái người mà bán đá như mình. Thực ra thì mình không hề có một cái ý thích gì. Mình là một người bố, mình là một người cũng có được ăn học đào tạo đầy đủ thì không bao giờ mình muốn là nó nói chuyện hay là phát ngôn những từ bậy bạ hay là nói chuyện một cách nó cáu gắt. Thế nhưng chính ra đấy, bên Bộ Thông báo và Bộ Truyền thông Văn hóa và Thông tin đấy cần phải có công văn đến những cái bạn vô học, đến những người dùng mạng xã hội, chứ không phải là đến với những người phát live stream. Bởi vì sao? Bởi vì là những người phát live stream chả ai người ta bật live stream người ta chửi ngay, người ta đờ mờ rồi các kiểu ngay cả, đúng không ạ? Mà do đâu? Là do là cộng đồng chửi người ta thì có chẳng hạn một phản xạ tự nhiên thôi. Chứ còn bây giờ lại ép những người live stream thì tất nhiên ai nên live stream đấy? Cộng đồng không tốt, môi trường không tốt, nó tạo ra các cái cá thể không tốt, chứ còn không có một cái cá thể nào người ta cũng không tốt ngay cả. Đối đầu với đứa thử đi anh ơi, em mua 5 viên về trưng quán cho đẹp anh trai. Ok em giang rộng vòng tay đón chào người nghiện nhá. Nào ra Bắc thì ra quán anh chơi. Ghim số tài khoản anh gửi, em gửi anh cái code à. Ok Nguyễn Quốc Việt nhá. Có những thời điểm ấy con người ta nó phải là căng lên và lại trùng xuống. Đôi khi tao cũng cứ giả vờ ghim số tài khoản ở đấy thôi.
để thể hiện là gì, là bây giờ là không có thu nhập gì, đi ăn xin mày trên mạng thôi, chứ còn đi mày à, mày chắc đéo gì cái loại mày này. Người ta bảo lá lành đùm lá rách, em hiểu không? Chứ còn em này bô lớt cho anh, này còn đôn nết cho anh ấy thì khác nào này, này lá rách bây giờ này còn nhịt nhã đi bọc làm sao được lá lành hả em? Nhá. Nhìn mặt như này chắc nhiều tiền án tiền sự nhỉ? Ừ. Tiền mặt không có thôi. Mình chưa có một tiền án nào. Có chưa nhỉ? Mình đã chưa bao giờ quán đá mà ở đâu thế à? Mình chơi đá quý này, nếu như mà trong các cái dòng biết về đá thì ở trên, nói chung là nhắc tên gọi Long Đồ Đá ở trên Yên Bái thì hầu như ai đã chả biết. Lục Yên thì đất Lục Yên thì nếu để nói là Long Đồ Đá thì sao người ta gọi chú là nghiện hả chú ạ? Ok, cháu Đàm Thị Khánh Huyền. Cái việc mà người ta gọi chú là nghiện đá ấy, thì bởi vì như này, khi mà các cái tính từ nó, các cái tính từ mang cái hàm ý rằng là thể hiện cảm xúc của mình nhá. Ví dụ như là cháu quen đá này, đấy, cháu thích đá này, cháu yêu đá này, rồi là cháu thường xuyên cháu yêu đá này, và đến cuối cùng là cháu đam mê đá này. Thì cái qua cả cái lớp đam mê đấy thì người ta gọi là nghiện đá. Cháu có hiểu vấn đề không? Thì chú ấy, chú không những là thích cái các cái tác phẩm của thiên nhiên như này, các cái dòng đá quý này này, thì chú lại đam mê các cái dòng đá quý, và cái cực đại của đam mê ấy, thì người ta gọi là nghiện đá. Cháu hiểu chưa? Và đá ở đây là đá quý, chứ không phải là đá theo kiểu là đất đá, cháu hiểu không? Ở đây con cái tủ lạnh cầm ra đây chưa? Rồi. Cái vật lạnh đấy là cục đá, cục đá là gì ạ? Cứ cái chai đập ra để lấy em ạ. Khay đập bắn cái chai ra. Idol đi tù mấy lần rồi, mình chưa đi tù lần nào. Thực ra thì một cái điều rất là đấy là thể hiện cái sự văn hóa rất là lùn. Thế tôi nói các bạn này nhá. Ví dụ tôi vào các bạn chơi, tôi gặp bố các bạn đúng không? Chắc chào chú ạ. Dạ vâng, chú đi tù mấy lần rồi chú? Thế là như thế là lịch sự rồi. Hay là sao? Hay là tôi lại hỏi là chú ơi, đây là chú nghiện lâu chưa ở chú? Đây là những câu hỏi nó mang chất là gì, là tôi thấy rằng là gì, là các bạn cái văn hóa của các bạn nó lùn quá, nó không, những câu hỏi như vậy nó thể hiện được các bạn là những người biết chữ, hiểu chưa? Nhưng mà nó thể hiện một cái sự nhận thức và cái văn hóa nó quá lùn. Mẹ toàn hỏi những câu là nó rất là tưởng chừng ấy. Khi mà các bạn hỏi những câu đấy, các bạn tưởng chừng là có thể là hạ cái nhân phẩm danh dự của người khác xuống ấy. Nhưng ấy nhá, nó không đem lại điều ấy đâu, nó chỉ hạ các bạn xuống thôi. Chú có mở lớp dạy thêm môn hóa không? Nói chung là không ạ, bận rộn. Cái đam mê về hóa học của mình ấy thì giờ nó chuyển sang là ham mê về đá. Thế nên những ông cứ bảo là tôi nghiện đá, tôi vẫn cứ cười và tôi vẫn nói đúng rồi, anh nghiện đá. Nó hợp chất hóa học ấy, nhưng mà thực ra là đá gì nhá. Còn bố mình là, xin lỗi là bố mày, nhưng mà tức là tôi chơi đá quý, các bạn hiểu không? Anh ơi kệ mẹ chúng nó, em hỏi anh cái vòng anh cầm ở tay phải có phải là thạch anh vàng không? Nói chung là để đảm bảo cho cái sự an toàn tính mạng của anh ấy, thì anh xin lỗi là cái câu hỏi này anh em mình nên giải đáp trong cái đề thầm kín đi. Vâng, vâng. Tiếp theo chương trình buổi tối ngày hôm nay có tí căn nhà nhỉ? Vâng, tí không? Tôi
là cụ đã đi rồi và để cho con cháu ngàn đời nhớ thương. Lạy ông hàng xe mây mà về cõi Phật và để lại trần gian phục cháu con. Chiều qua thì con vẫn ngồi đây mà sau nay đã xe mây về trời. Củ khoai, củ sắn trên đồng chắc chiêu nhặt nhạnh gần gồng nuôi con. Thằng ôi thì cũng là xong một kiếp người. Sạc không? Đá tự nhiên có đắt không anh? Có đá tự nhiên nào màu trắng hoặc xanh ngọc không anh? Toàn bộ ở đây nhá. Xin lỗi bạn, bạn vừa rồi bạn hỏi câu đấy thì mình xin thưa luôn là toàn bộ các cái sản phẩm ở showroom đá nhà mình 100% là đá tự nhiên, không hề phôi phách và có giấy kiểm nhận, giấy kiểm định chứng nhận đàng hoàng cho các bạn nhé. Về độ tuổi của đá này, về mỏ khai thác này, về tức là thành phần hóa học. Đưa ra. Câu chuyện đúng là cái này không? Nào tí nhạc. Công chia sẻ là để cho đời biết là tôi là thằng biết chữ đi. Kiếp ngàn thu
Địt mẹ thế ông để cái chế độ nó chậm nữa được. Ui, gãy thật đi con mẹ. Để cái chế độ 0.75 nó bắt mình ngồi rên là tụt sự đéo hát đâu ạ. Tụt hết view của tôi. Đang 13.000 người xem nó trở thành bọn 3.001 này chết tờ cháu. Tụt còn mẹ nó view thật rồi lúc. Anh ơi mua đá cho anh có được tặng cống không anh á? Cống làm gì em? Cắt tóc đi nhìn tàn quá à. Nếu em biết anh tàn hay không tàn ấy, em cứ đến ngã tư nhá, đèn xanh đèn đỏ đường Bùi Viện. Cái chỗ mà cái con mây vách nó đậu ở ngoài ấy. Bằng nhựa thôi. Trước còn pin thì vẫn cho cháu nó đi lanh quanh nhưng mà giờ hết pin rồi thì vứt chỗ. Hát bài mẹ tôi đi. Mấy giờ nhỉ? Hôm nay đi về đi ngủ đi, anh đêm nay ngủ đây. Anh em nào ở ngoài phòng này có quả keo gì không nhỉ? Mà thôi thì đang cái đợt này đang cái tình hình diễn biến của cả nước đang chung tay đang gồng mình lên để chống Covid này, mình không nên tụ tập gì cả. Anh em cứ tiếp tục gọi là phủ bạt nhá, tem buồng xong cái là các con vợ là phủ bạt đắp chăn chờ gọi là về đến vòng tay mẹ yêu luôn. Sao hát một bạn hát mãi bài thế anh à? Đấy, cứ đi qua nhìn nó chả hiểu biết cái gì cả. Nói đúng là địt mẹ cuộc đời lớn rồi nhưng mà không ở một khôn nào một tí nào. Kia rồi. Đi về đi lấy chìa khóa xe trong nhà đi về tao ngủ đây rồi. Tao giờ mệt lắm. Bạn này không thấy có nhân viên nữ đâu. Đi mẹ mai bắt nó tăng ca chứ này. Giờ bây giờ nó mới vào công ty đúng không? Chứ bây giờ mình phải bắt nó tăng ca ấy. Bây giờ bạn điện nó bảo là họp gấp nhá. Sinh viên à? Mấy con mới ra trường. Tí bạn ví dụ như đang trong họp tôi nháy là bạn đi có việc gấp ngay nhỉ? Triệu tập hội đồng quản quản trị luôn nhá. À đi về đây, về xong là gì đi. Tôi ban ngày. Có quảnh không? Không. Tôi vẫn nhìn qua cam thì thấy nó mình không định hình được là kích thước chuẩn của nó là bao nhiêu không hiểu không? Sinh gái. Sinh không? Châu, cao giáo. Đó là bộ mặt của cái công ty mình thì là mình cũng phải lựa chọn đứa nào mà nó gọi chung là ưa nhìn tí thôi, bạn hiểu không? Cái chuyện sinh xấu không quan trọng, cái học vấn của nó và cái ngoại hình nó phải ưa nhìn một tí. Để sao cho nó phù hợp với cái được gọi là cái nó là bộ mặt của công ty cơ mà. Đây nhở? New York luôn này. Để cái này lại cho đây cái này. Bây giờ như này, mai khả năng là đấu giá đi nhỉ, cho nó vui. Kích thước của Ngọc Trinh là Pro, đó. Nói chung là cái tỷ lệ của cái ngoại hình của Ngọc Trinh ấy là nó là tỷ lệ vàng ấy. Mình không có cái thói quen là nhận xét hay là bình luận về một cái body của bất cứ một ai cả, bởi vì là cái việc mà Chúa rồi là tạo hóa nó đã lặn ra cái cơ thể của mình ấy là do bố mẹ mình thôi. Thế nhưng mà mình không muốn bình phẩm gì cả. Thế nhưng mà Ngọc Trinh nếu đúng là nghệ Ngọc Trinh thì tên thật là Nguyễn Thị Bé là phải đúng nhỉ? Quê Tiền Giang. Tên thật Nguyễn Thị Bé. Nghệ danh Ngọc Trinh. Đâu? Cái gì? Cái lấy cái này mà. Cái này. Alo.
tôi đây. Rồi. À đó à? Ok, thế thì em Cơ cảm ơn anh Cường nhá. Thằng kia đó thì mẹ mà cứ mày nó đùa tao đấy. Được rồi. Ok, thế thì là này, thế là cái tỷ 2 vẫn chuyển vào tài khoản cũ à? Mới bảo nó là như anh nhá, bảo là cái chất lượng về đá thì là mình ok rồi, nhưng mà cái chất lượng về cái đôn gỗ là đôi khi là nhiều cái là anh em nó sơn ẩu quá, ông hiểu chưa? Cái đôn gỗ để mà kê đá đấy là mình bỏ nó kích thước rộng một tí nữa, đằng nào cũng 1-2 công mình trở về nhá. Thì tôi biết rồi, thì cái chất lượng về đá thì với một anh thì ok rồi, nhưng là cái đôn gỗ là tôi thấy là nó hơi bị mỏng này nhá. Có gì là bỏ anh em làm to tí nhá. Ok anh em. Ok bạn, cái đấy để cái dự án này để mai đâu, có hai ý là rồi được rồi, tí bạn gì cho nhá, đang gì á, tắt nai đi ngủ đây à. Công à, cái quán hôm trước là anh em mình đấm lưng cái nào đâu nhỉ? Ông thử nhắn tin cho tôi là cái con Huyền ấy giờ còn làm không? À không, nhầm đi. Ôi diễn đấy, không hề có một cái gì là thật đấy đâu, diễn đấy, chết mẹ rồi. Ui con mẹ. Đây thích cái nào em? Đấy rồi. Ôi diễn thôi, là diễn Huyền niết gì mẹ, nó làm ăn tí về nhận nó bảo chị là anh ở công ty hôm nay là đang kê lại hàng đó đầu chưa, bận rộn chị đang điện. Cứ kê đi, cái đống đá này nó nặng hơn cả cây không ạ, tôi thật sự ông nặng hơn cả cây luôn. Ôi mình vận chuyển nên ít mai mua cái máy lưng chết giờ. Không, ý là cái Huyền đấy là như này, bảo là nếu mà cái Huyền đấy, nếu mà mình mà bảo nó ra làm ra đây để mà làm, ý là làm lễ tân ở đấy cũng được anh nhỉ? Con đấy là trước là học viện báo chí và tuyên truyền đấy, sau là chuyển về 02 công tác mất 6 tháng thì bắt đầu là nó mới giạt xuống dưới này đấy, làm mà quán mà chị ấy học viện báo chí. Có người con gái xưa thì xuyên giang lai sáng sơ tiêu đều, cũng vô trong này cai nghiện ma túy. Đá Yên Bái em à bác ơi ạ. Ok chào Giáng Ca nhá. 100% các cái sản phẩm nhà mình ở đây là toàn bộ nguồn gốc là đá ở Yên Bái, Lục Yên, toàn bộ là có giấy tờ chứng từ hẳn hoi đàng hoàng. Nếu một người khôn, một người biết thì phải hiểu rằng tôi đang ở trong một cái vị thế như thế nào và đang trong một cái tình trạng như thế nào. Và vì sao mà tôi lại dám, vì sao mà tôi... Tức là mình kinh doanh như thế này thì các bạn phải hiểu rằng ấy, toàn bộ mọi cái nó phải được đảm bảo. Toàn bộ mọi cái nó đều phải có giấy tờ nhá. Chứ còn không bao giờ có cái chuyện là được gọi là mang tính chất là nhập nhằm cả. Bởi vì là mình là một người trên cộng đồng mạng xã hội. Chỉ cái việc mà làm cái marketing hay là truyền thông hay là kinh doanh ngoài nhá. Cái việc kinh doanh ở ngoài này nó phải thực sự là đảm bảo, bởi vì làm gì rất có thể là các cái đợt kiểm tra thanh tra mọi cái vấn đề, nhưng ấy, mình dám như thế này để nói rằng một điều là mình phải đảm bảo được từ A đến Z. Thế nên về chất lượng của đá thì anh em xác định luôn là gì, chơi đá nhà mình ấy, thì đảm bảo là gì, nó phải là ok luôn. Cái gì kỳ, trong hư có thực, trong thật có hư mà trong hư lại có Huyền. Huyền là con bé thằng bạn đây, Công này nó thích. Anh Cường trả lương cho anh tối nay túi 2 sao mà anh nói tỷ 2 thế anh à? Ok Nghĩa Văn nhá. Nếu như mà em nghĩ rằng ấy là anh Cường trả lương cho anh ấy, em phải trả, thì em nghĩ như thế là đúng rồi đấy nhá. Và anh chỉ mong rằng cái cuộc đời anh bây giờ là chỉ là có người trả lương cho mình thôi.
Em hiểu chưa? Và em cũng phải lên một cái điều này này, đừng đố kỵ. Bởi vì con người ấy để mà gì ăn tục nói phép, ngồi nhà lầu, đi xe hơi, đi đến đâu có người đưa kẻ đón như vậy ấy, mà được lương ấy, thì đấy là người ta là một người có tài. Chứ còn chú nói chuyện kiểu như là anh đi làm thuê đấy vậy, thì đấy là một sự đố kỵ của một thằng nghèo hèn, không hơn và không kém. Nhớ chưa? Chứ còn đi mẹ biết cái gì mà nói như kiểu bố mày bây giờ mà có thì lại phải là ia cờ rấu, phải là còn không có thì lại phải là ia cờ phông. Đời là thế mà em. Ngu lắm, đừng có tính chuyện địt mẹ chơi chữ với anh. Bởi vì tất cả các đối tượng chơi chữ với anh nó đều là huyền này hỏng. Xong nó về quê rồi, địt của mẹ. Chết dở không. Mai ngày kia tôi cho công gặp các em ấy. Nhưng mà huyền là nghệ danh hay là gì? Hay là địt mẹ mẹ Nguyễn Thị này, Nguyễn Thị bé này. Đấy này, nốt đi, ở đây đi, đi. Thôi nhá, tôi đi ngủ đây, giờ đi ngủ. Cái à, lấy cái màn này, lấy cái màn này, trong màn lúc kia anh đi ngủ, giờ tôi đi ngủ luôn đúng không xem, nhá. Ôi giời. Anh cuốn bật nếu không, nhìn nó bật nếu không. Nộ không ạ? Tôi thấy nó cũng phải đang xem. Máy hết pin rồi nhá, máy sắp hết pin rồi. Máy hết pin rồi này, được có 1% rồi nhá. Thì mẹ vào rồi.